Ở phía trước thì em đang tải hai cái bóng đèn 12V 5 tấc này. Đấy, rồi. Ở phía sau thì em kết nối hai sợi dây. Hai sợi dây điện này là ở trong cái đường dây điện trong nhà của em nha, tức là em câu riêng cái hệ 12V đó. Để em cho mọi người xem là em đang sử dụng bao nhiêu cái thiết bị 12V nha. Ở đây hai cái đèn 12V 5 tấc nè. Rồi. Đây một cái quạt 12V là ba thiết bị rồi. Ở đây em mở ba công tắc nữa là ba cái bóng đèn. Thì ba cái bóng đèn ở trên trần nhà. Đây, một bóng này nữa, hai bóng này là 1m 12V. Hai bóng này là tổng cộng là hiện tại là 5 rồi nha mọi người, 5 thiết bị rồi đấy. Đây, ở trước nhà một bóng nữa là 12V 1m nữa. Ở phía nhà sau một cái quạt 12V nữa. Rồi. Trên đây cũng là một cái bóng đèn 12V 1m nữa. Ở trong buồng em cũng là một cây quạt 12V nữa. Rồi, tổng cộng em đang dùng đối với cái máy phát điện năng lượng mặt trời 500W này là mấy cái bóng đèn ta? Ba cái bóng đèn 12V 1m, hai cái bóng đèn 12V 5 tấc với lại ba cây quạt. Thì tổng cộng là 8 thiết bị. 8 thiết bị và em sử dụng hệ 12V, tất cả hệ 12V như thế này thì đối với cái máy này á, nếu mà nó đầy rồi á, mọi người sử dụng 8 thiết bị này luôn nè, thì mọi người sử dụng cả một đêm, cả sáng đêm nó vẫn không hết nha. Ở ban đêm mà khi mình mở đèn rồi thì khoảng 9-10 giờ thì mình đi ngủ rồi, thì mình có thể mở hai cái quạt 12V sáng đêm luôn nha, là nó cái bộ này nó vẫn không hết điện nha. Còn cái ở bên phía bên đây, ở phía bên đây thì nó có cái inverter này là 12V và chạy công suất liên tục là 500W. Thì khi nào chúng ta dùng các cái thiết bị điện 220 thì chúng ta hãy mở nó lên, còn nếu mà không dùng thì chúng ta tắt đi. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ dùng được quạt 220V á, rồi TV 220V, rồi các cái bóng đèn khác 220V. Thì mọi người dùng cái máy này ở cái hệ 12V á, tức là những cái thiết bị 12V á, thì nó sẽ đỡ hao điện hơn, nó sẽ bớt cái phần hao phí điện. Còn khi mà dùng ở cái hệ 220V ở bên đây á, thì riêng cái con inverter ở trong này nó hoạt động mà khi không có tải, khi mà mọi người mở đây nè, mở công tắc ở đây nè và chưa cắm tải á, thì bản thân nó hoạt động á, là mỗi một giờ nó tốn khoảng 6W cho đến 7W, mà nếu chạy 10 tiếng đồng hồ á, thì nó tốn là khoảng 70W, nó cũng rất là hao điện, cho nên khi mình không dùng thì mình tắt nó đi. Còn đối với cái máy này khi em bán á, thì nguyên một combo của nó là bao gồm một cái tấm pin mặt trời 100W, rồi hai cái bóng đèn 12V 5 tấc này kèm với những cái phụ kiện khác để chúng ta sử dụng. Và cái máy này nó cũng khá là gọn, mọi người thấy cái ghế của em nè, cái ghế nhỏ em để lên thì mọi người thấy nó to hơn cái ghế có một tí thôi. Và tổng trọng lượng của cái máy này thì nó khoảng 8kg, thì nó cũng nhẹ. Cái hệ lưu trữ bên trong là em dùng pin LiPo4 á, nó có cái dung lượng là 56Ah. Mọi người biết là cái bình ắc quy mà 56Ah của chúng ta thì nó khá là nặng, nó khoảng mười mấy ký, 20kg. Nhưng mà đối với cái bộ bình mà dùng bằng pin lưu trữ á, thì nó khá nhẹ nha mọi người, nó chỉ có khoảng 8 cân thôi. Thì tổng trọng lượng cái máy này nó khoảng 8kg. Và em đã test cái máy này từ sáng khoảng 8 giờ cho đến bây giờ, hiện tại là 12 giờ, khoảng 12 giờ rưỡi trưa rồi. Cái mức điện áp ở đây nó vẫn còn 12.8 nha mọi người. Rồi, cái con điều khiển sạc này thì em lắp ở trên đây, và mọi người dùng cái hệ 12V thì tối đa mọi người sẽ lắp được cho em là khoảng 4 tấm pin 100W, tức là tối đa là dùng 400W pin á. Pin ở hệ 12V nha, tức là những tấm pin từ công suất từ 200W đổ lại. Nếu mà tấm 200W thì mọi người lắp cho em song song 2 tấm. Còn nếu mà một tấm 150W thì mọi người song song cho em cũng 2 tấm chứ không được 3 tấm nha. Còn tấm 100W thì mọi người đấu song song cho em là 4 tấm để nó được 400W pin. Để cái con này thì nó có cái dòng tải chịu của nó là 30A. Ở hệ 12V thì em nhắc lại là tối đa là 400W pin. Rồi. Còn khi mà mọi người muốn kết nối thêm ắc quy ở bên ngoài á, để kết nối thêm ắc quy ở bên ngoài thì ở phía sau lưng này em có một cái cổng kết nối mở rộng. Đây sau lưng nó có hai cái cọc này nè mọi người. Thì hai cái cọc này là chúng ta dùng tải trực tiếp 12V cũng được, hoặc là mọi người kết nối thêm cho em cái ắc quy ở bên ngoài. Và khi kết nối ắc quy bên ngoài á, thì đấu như thế này, gọi là đấu song song cái hai cái ắc quy lại. Khi muốn kết nối ắc quy bên ngoài thì mọi người phải kết nối ắc quy nó cùng loại, tức là ở bên trong này em tích hợp cái bộ ắc quy là ắc quy pin loại pin LiPo4, thì mọi người cũng phải dùng, khi mà kết nối bộ ắc quy bên ngoài thì cũng phải dùng cái bộ pin LiPo4, và cái dung lượng nó cũng phải bằng với dung lượng của bộ pin bên trong, để khi mà con điều khiển sạc nó sạc á, nó sẽ sạc đầy luôn hai cái bộ bình. Còn nếu mà mọi người mà kết nối cái ắc quy mà nó không cùng loại và không cùng dung lượng á, thì cái điện áp sạc của nó sẽ khác nhau, nó không giống nhau.
và cái bộ ắc quy nào mà dung lượng nhỏ hơn thì nó sẽ đầy trước. Mà khi nó đầy rồi thì cái con điều khiển sạc này nó hiểu là cái hệ thống của chúng ta bị đầy thì nó ngừng sạc, nó không sạc nữa. Thì lúc đó cái ắc quy mà nó có dung lượng lớn hơn á, nó sẽ bị đói, nó sẽ bị đói điện, nó sẽ không đầy, và cái tình trạng đó nó sẽ lâu dài thì nó sẽ hư cái ắc quy lớn hơn. Còn ắc quy nhỏ thì nó sẽ luôn luôn lúc nào nó cũng no đủ. Và ắc quy mà nó khác loại á, thì cái mức sạc nó sẽ khác nhau. Để em cho mọi người xem nè, cái mức điện áp sạc đối với ắc quy axit là 14.3V, ắc quy lithium ion là 12.7V, rồi ắc quy lai BO4 là 14.6V. đấy, mọi người thấy cái mức điện áp sạc nó khác nhau nha. Cho nên là mọi người khi mà đấu ắc quy ở cái cổng mở rộng phía sau á, thì chúng ta phải đấu cùng loại ắc quy, nhớ là cùng loại ắc quy và cùng dung lượng, cùng điện áp, thì khi đó là cái con điều khiển sạc này nó mới hoạt động đúng cái chức năng của nó tốt hơn. Và khi mà mọi người đấu ắc quy thêm á, thì mọi người phải đấu thêm pin năng lượng mặt trời, và chỉ được đấu tối đa là 400W pin thôi. Đó. Thì khi mà đấu tối đa 400W pin ở hệ 12V á, thì đối với cái máy này mà mọi người kết nối thêm ắc quy nữa, thì kết nối thêm một cái bộ ắc quy pin 56Ah nữa nha, là được, là nó ra là 102, nó ra là 112Ah. Thì với 400W pin là được nha. Còn mọi người kết nối thêm ắc quy nhiều thêm vô nữa thì 400W pin nó sẽ không đủ nạp trong một ngày nắng. Là lúc nào những cái ắc quy mà mọi người kết nối và ắc quy bên trong này nó sẽ cũng bị đói điện, nó sẽ không đầy điện khi mà mọi người dùng liên tục như thế này nè. Còn để muốn đầy điện thì mọi người sẽ không dùng, lúc sạc mọi người không dùng thì nó sẽ đầy điện, còn vừa sạc mà vừa dùng thì cái điện áp của tấm pin nó sẽ nạp vào trong cái máy này, nó bị thiếu đi, nó sẽ không nạp đủ, thì cái những cái ắc quy của chúng ta nó sẽ không có được đầy điện, lâu ngày thì các ắc quy của chúng ta nó sẽ giảm tuổi thọ nha. Rồi thì cái bộ này em vẫn đang bán. Thì ở bên kênh em bán rất nhiều máy phát điện năng lượng mặt trời ha, từ 200W cho đến 2kW, 200W nè, 500W nè, 800W nè, 1000W nè và 2kW. Thì tùy công suất sử dụng của thiết bị, thì khi mọi người muốn mua thì liên hệ với em để em tư vấn cho là mọi người sẽ dùng những cái máy nào cho nó phù hợp. Có nhiều khi ở gia đình các bạn chỉ sử dụng với nhu cầu là chạy thắp sáng đèn và sử dụng quạt thôi, mà mọi người lại mua cái máy nó có cái công suất lớn á, thì nó phí tiền của chúng ta. Cho nên là em sẽ tư vấn cho mọi người là sử dụng cái máy nào cho nó phù hợp với cái tải ở trong gia đình của mình. Còn những máy có công suất lớn thì mọi người có thể nấu nồi cơm được, rồi chạy tủ lạnh được, chạy máy giặt được, chạy những cái motor bơm nước được, đó là những cái máy lớn nha. Còn đối với cái máy 500W này thì chỉ là sử dụng đèn với quạt với tivi hoặc là những cái thiết bị tải nhỏ thôi. Còn nồi cơm điện thì sẽ sử dụng được cái nồi cơm nhỏ hai người ăn thôi, còn nồi cơm lớn thì sẽ không được nha. Thì sử dụng làm sao mà cái công suất tải nó không vượt 500W thôi. Và với lại cái máy này thì mọi người có thể sử dụng được cái tủ lạnh, cái tủ lạnh mà tủ lạnh inverter á. Và khi mà ban ngày mà nó bị mất điện á, thì mọi người sử dụng cái máy này thì mọi người có thể duy trì được nó là khoảng một buổi, là khoảng 8 tiếng đồng hồ có thể duy trì được nó. Nhưng mà khi ắc quy đầy nha, còn khi mà ắc quy nó đói á, thì nó sẽ không duy trì được. Còn ban đêm á, nếu mà mọi người sử dụng cái tủ lạnh mà tủ lạnh inverter á, đối với cái máy này á, khi mà ắc quy ở bên trong này nó đầy á, thì mọi người duy trì được cái tủ lạnh cũng khoảng 10 tiếng đến 12 tiếng thì có thể duy trì được cái tủ lạnh cả đêm được nha. Nếu mà ban đêm mà nó có lỡ cúp điện á, nhưng mà thường ban đêm thì ít khi nào cúp điện lắm, chỉ cúp ban ngày thôi. Cúp ban ngày thôi thì mọi người có thể là ban ngày là mọi người có thể chạy được riêng một cái tủ lạnh thôi nha, đừng có sử dụng cái gì khác. Thì ban ngày đây đã có pin mặt trời nó nạp xuống rồi, thì chúng ta vừa dùng vừa sạc bằng pin mặt trời á, thì cái lượng điện của ắc quy bên trong á, nó sẽ không có bị hao phí nhiều, thì lúc đó chúng ta có thể chạy được cả ngày. Khi mà mất điện cả ngày là chúng ta có thể sử dụng được cái tủ lạnh để duy trì cái tủ lạnh nha. Rồi em cũng nói cho mọi người hiểu sâu hơn cái máy phát điện năng lượng mặt trời mà em đang bán ở trên kênh của em nè. Rồi chỗ nào mà mọi người không hiểu đó thì mọi người có thể nhắn tin cho em qua số Zalo, em có ghi cái số Zalo ở trên cái clip này. Rồi em xin chào tất cả mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người những cái video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nha.